Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách trả lời câu hỏi Do you think cái gì đó is important? Do you think X is important? Đây là một loại câu hỏi rất là phổ biến trong bài thi IELTS và chắc chắn là trong bài thi test part 1 lẫn bài speaking part 3 các bạn sẽ phải gặp ít nhất một lần là một câu hỏi này. Vậy thì cách trả lời câu hỏi này như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ đưa ra quan điểm của mình. Nếu chúng ta muốn nói cái gì đó là quan trọng, chúng ta sẽ có hai cách nói phổ biến sau đây. Đầu tiên chúng ta có thể nói là một cái A is of great importance to something, hoặc là cái A play a crucial role in something. Tùy vào chủ ngữ mà chúng ta sẽ chia số ít hoặc là số nhiều. Mình sẽ tạm thời để đây là số ít đi. Ok, như vậy thì hai cấu trúc này nó có nghĩa là sao? Thì mình sẽ phân tích hai cấu trúc này ở trong bài này. Is of great importance. Is of great importance. Ở đây mình có thêm từ it to you ở đây. Nếu cái gì đó mà of great, is of great importance thì cũng có nghĩa rằng là nó đồng nghĩa với cụm từ đơn giản là is important. Is important. Các bạn chú ý rằng là từ important ở đây mình đã chuyển từ tính từ thành danh từ. Và mình đã thêm cái từ of ở đầu. Còn cái từ great này thì mình chỉ là có ý nghĩa là bổ trợ cho từ importance mà thôi. Vậy thì cái cấu trúc something is of great importance nó sẽ đồng nghĩa với cụm từ đó là is important, tính từ. Và các bạn chú ý một lần nữa, đây là danh từ importance. Cấu trúc thứ hai các bạn có thể học đó là play a crucial role. Crucial role. Role có nghĩa rằng là một vai trò. Crucial có nghĩa rằng là very important, rất là quan trọng. Vậy thì đóng một vai trò quan trọng, chúng sẽ nói như sau. Chúng ta sẽ nói câu đó là play a crucial role, bằng nghĩa rằng là đóng một vai trò quan trọng. Từ crucial đây có nghĩa rằng là very important. Vậy thì chúng ta có hai cách trả lời cho cái câu là do you think cái gì đó is important? Thì chúng ta sẽ có hai cách trả lời. Đầu tiên đó là something is of great importance. Cách trả lời thứ hai đó là something play a crucial role. Thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều so với cái việc các bạn trả lời rằng là cái gì đó is important. Ok, vậy thì chúng ta đã thể hiện được quan điểm của chúng ta xong rồi. Cái gì đó là quan trọng. Tiếp theo để chứng minh là nó thực sự quan trọng, chúng ta sẽ dùng cấu trúc simply because hoặc là thanks to hoặc là mainly because. Sau khi nói là bởi vì tại sao đó, chúng ta sẽ nói một câu là thanks to something. Thanks to có nghĩa rằng là nhờ cái đó chúng ta có thể làm được cái gì. Thanks to cái gì đó ở đây, chúng ta sẽ nói ra mệnh đề, chúng ta có thể làm được việc gì ở đây. Sau khi nói xong lý do, chúng ta phải có một cái chứng minh. Và để chứng minh nó, mình sẽ bằng một cái ví dụ minh họa, bằng một số cách để mà nói một ví dụ, đó là for example, hoặc là for instance, hoặc là take something as an example. Ở đây chúng ta, sau khi ví dụ rồi, chúng ta muốn sang idea thứ hai, chúng ta có thể dùng cái thể dạng là hypothesis. Hypothesis tức là giả sử mà không có thằng A này thì chúng ta sẽ phải gặp những cái vấn đề gì. Ví dụ như là không có thể thao, hay là không có bảo tàng, hay là không có lịch sử, chúng ta sẽ gặp phải những cái vấn đề gì. Về đây chỉ là giả sử thôi. Cho nên cái câu đằng sau without A something thì chúng ta phải chia ở dạng quá khứ, dùng những cái cấu trúc như là good hay là could. Ok, và thì kết luận lại chúng ta sẽ nói lại một chút, đó là nếu mà không có thằng A này thì chúng ta sẽ làm sao đó. Hoặc là can you imagine my life without computer? Hoặc là bạn có thể hình dung được là cuộc sống của tôi sẽ như thế nào mà không có máy tính được không? Thì computer này các bạn thay bằng một cái gì đó. Ok, đây là một format trả lời đầy đủ các khía cạnh của câu hỏi do you think it is important. Đầu tiên chúng ta đưa ra lý do, và một chứng minh lý do chúng ta đưa ra một ví dụ, và giả sử để khẳng định sự tầm quan trọng của nó, chúng ta dùng một cái dạng gọi là dạng giả sử, dạng giả định, hypothesis, bằng cấu trúc là without A cái gì đó làm sao. Các bạn nhớ chia good hay là could. Và cuối cùng để chốt lại, đó là nó rất là quan trọng, thì các bạn nói lại một câu, đó là without doubt, không còn nghi ngờ gì nữa. Doubt là nghi ngờ, without doubt có nghĩa là không còn nghi ngờ. A is important to me, hoặc là các bạn nói đơn giản thôi, can you imagine my life without, các bạn có thể tưởng tượng được cuộc sống của tôi mà không có cái đấy được không? Đó, và thì chúng ta sẽ ôn lại hai cái cách để mà thể hiện sự quan trọng, là hai cách nói như sau: something is of great importance và something play a crucial role in gì gì đó, và importance để đi dưới từ là to nha. Ok, vậy thì chúng ta sẽ có các hai cách trả lời thay cho cái việc là các bạn nói cái gì đó something is important. Chúng ta sẽ nghiên cứu cách trả lời này thông qua một số ví dụ sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu xem tầm quan trọng của email. Mình sẽ trả lời câu đầy đủ như sau: email is of great importance to me simply because thanks to using email I can conveniently contact with my friends and clients on a daily basis. It can be said that without email, even the simplest tasks such as exchanging information could be time-consuming and daunting. Ok, vậy thì cấu trúc chúng ta đã biết rồi đúng không?
chúng ta sẽ dùng giải thích là tại sao nó lại cực kỳ quan trọng bằng cái cấu trúc đó là simply because, bởi vì, đơn giản là bởi vì, nhờ có email, thanks to có nghĩa là nhờ có nhá, đơn giản là bởi vì nhờ có sử dụng email, tôi có thể gọi là liên lạc một cách thuận tiện với bạn bè và khách hàng hàng ngày. Ok, chúng ta có một cái từ đó là on a daily basis. Conveniently là một cách thuận tiện, thì nó bổ trợ cho danh từ contact này thì không có gì ra nhiều rồi. Liên lạc một cách thuận tiện với bạn bè và khách hàng. Nhưng mà có từ on a daily basis thì sao? On a daily basis này nó sẽ bằng với cái từ mà ai cũng biết, đó là bằng từ everyday. Và everyday nghĩa là gì mọi người? Everyday có nghĩa rằng là hàng ngày. Mình sẽ viết lại từ này một tẹo nha, trông nó có vẻ không đúng lắm. Everyday. Ok, everyday, hàng ngày. Và chúng ta sẽ thay từ everyday bằng cái từ là on a daily basis. Các bạn nhớ nhá, mỗi khi các bạn nói cái gì đó hàng ngày, các bạn hãy nói rằng là on a daily basis cho mình nha. Vậy gì lý do thứ hai là gì đây? Lý do thứ hai đó là mình giả sử là không có email và trước đó mình sẽ nói một câu là it can be said that, có thể nói rằng, thì nó để giảm cái tính chủ quan trong câu nói, mình sẽ có một câu là it can be said that, có thể nói rằng, có thể biết rằng, không có email thì những cái việc đơn giản nhất, simplest nha, các bạn đừng có chia the more simple hay là less simple nha, đây phải là simplest. Simplest tức là những công việc đơn giản nhất, ví dụ như là exchanging information. Exchange có nghĩa là trao đổi, information là thông tin. Vậy thì exchanging information sẽ là trao đổi thông tin, sẽ trở nên rất là tốn kém thời gian và rất chán nản. Chúng ta có hai cái từ này đi kèm với nhau rất là hay. Thứ đầu nhất là time, AI nha, chứ không phải time nha, mà là time, các bạn đọc là time và thêm chữ m thôi, là time, consuming thì sẽ là time, consuming and daunting, đây là a dài hay là daunting, a dài, daunting sẽ cái bị time, cái bị time, consuming and daunting, consume có nghĩa là tiêu thụ. Còn time là thời gian, một cái việc mà tiêu tốn nhiều thời gian có nghĩa rằng là nó tốn thời gian. Và daunting có nghĩa rất là chán nản, rất là gây ra sự khó chịu. Vậy có nghĩa rằng là những cái việc đơn giản nhất là trao đổi thông tin có thể trở nên rất là tốn thời gian và gây ra sự chán nản. Ok, vậy thì đó là hai lý do mà chúng ta thích sử dụng, chúng ta phải nhấn mạnh tầm quan trọng của email. Ok, thứ nhất là chúng ta trao đổi bạn bè. Thứ hai đó là nhấn mạnh là nếu mà không có email thì những công việc đơn giản cũng sẽ trở nên rất tốn thời gian và gây ra sự chán nản. Thứ hai đó là chúng ta sẽ miêu tả do you think music is important? Mình sẽ trả lời như sau. Music plays a crucial role in my life simply because listening to music can lift my spirits whenever I feel blue. For example, a melodious song can cheer me up after I break up with a girl or fail an exam. It can be said that without music, my life could be miserable. Ok, chúng ta sẽ không dùng từ là it's of great importance như ở trên này nữa, mà chúng ta sẽ dùng cấu trúc là gì mọi người nhỉ? Đó là plays a crucial role in my life. Play a crucial role in my life sẽ là đóng, play tức là đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống. Ok, lại tại sao? Bởi vì cái việc nghe nhạc này có thể gọi là cải thiện tinh thần mỗi khi mà tôi cảm thấy buồn. Ok, đầu tiên là từ spirits có nghĩa là tinh thần. Vậy thì cải thiện tinh thần chúng ta sẽ không dùng từ là improve mà dùng từ lift. Lift này ở đây các bạn cũng đoán được nghĩa là gì rồi đúng không? Có nghĩa rằng là nâng lên, nâng cao tinh thần. Nâng cao tinh thần có nghĩa rằng là cải thiện tinh thần. Lift có nghĩa là nâng, spirits có nghĩa là tinh thần, cải thiện tinh thần hoặc là nâng cao tinh thần. Mỗi khi mà tôi cảm thấy buồn, từ blue ở đây không phải là màu xanh, mà từ blue này có nghĩa rằng là buồn, có nghĩa là bằng cái từ sad ấy. Mình sẽ viết vào đây cho mọi người rõ luôn, sad. Tiếp theo, cái về chúng ta có cái gọi từ là a melodious song can cheer me up. Melodious song có nghĩa rằng là một bài hát rất là du dương, có thể làm tôi vui. Cheer me up là cụm từ cố định nha, các bạn nhớ đây cụm từ là cheer me up. Cheer me up và melodious, này không phải là melodious nhá, mà là melodious có nghĩa rằng là một bài hát du dương có thể làm tôi vui lên. Sau khi mà mình đưa ra hai ví dụ đó là chia tay với người bạn gái hoặc là người bạn trai hoặc là trượt một bài kiểm tra. Ok, vì chúng ta có cụm từ đó là a melodious song can cheer me up after I break up with a girl or fail an exam. Ok, chúng ta nhấn mạnh thêm một chút là it can be said that without music, my life could be miserable. Miserable có nghĩa rằng là buồn chán, hay là rất là kinh khủng, kinh hoàng, rất là một cái thảm họa. Ok, nhấn mạnh là nó thay cải thiện tinh thần của tôi.
và mình nói ra một cái ví dụ, đó là một bài hát du dương có thể là tôi vui lên, và chúng ta nhấn mạnh lại là không có âm nhạc thì cuộc sống của tôi sẽ trở thành rất là buồn chán, chán nản. Câu hỏi từ tiếp theo đó là do you think sport is important? Bạn có nghĩ rằng là thể thao quá quan trọng hay là không? Chúng ta sẽ nói rằng là một câu đó là sport is of great importance to me. Sport là cực kỳ quan trọng. Simply because thanks to sport I can increase stamina and improve flexibility. For example, going swimming regularly helps me to maintain a good health. Therefore, without sports, I could feel exhausted after hours of sitting in front of the computer. Câu này hơi dài một tẹo nha. Từ đầu tiên chúng ta phải để ý đó là nhờ có chơi thể thao này. Bởi vì nhờ có chơi thể thao tôi có thể tăng cường thể lực và cải thiện sự dẻo dai nha. Increase stamina and improve flexibility. Đầu tiên là từ chưa có từ gì nhiều. Stamina có nghĩa rằng là thể lực. Và từ stamina này bắt buộc phải đi với từ là increase nha. Các bạn đừng thay từ khác vào. Increase stamina đó là tăng cường thể lực và cải thiện sự dẻo dai. Improve flexibility, cải thiện sự dẻo dai. Flexibility là dẻo dai, còn improve là cải thiện sự dẻo dai. Từ khó nhất ở đây một chút là từ stamina thôi. Cái từ stamina này các bạn hay dùng sang từ health. Nhưng mà nếu mà tăng cường thể lực, chúng ta sẽ dùng từ là increase stamina. Stamina này nó nói đến cả sức khỏe thể trạng lẫn sức khỏe về tinh thần, chứ nó không giống như từ health đơn thuần. Mình sẽ chứng minh cái câu này bằng một ví dụ như sau. For example, going swimming regularly helps me to maintain a good health. Chúng ta có cụm từ tiếp theo đó là maintain a good health, có nghĩa rằng là duy trì một sức khỏe tốt. Maintain có nghĩa là duy trì. Và việc bơi lội, swimming, chúng ta có cụm từ là go swimming. Vì vậy chúng ta sẽ chuyển thành danh từ là going swimming. Động từ chính là go nha. Going swimming thường xuyên, going swimming regularly helps me to. Cái từ regular ở đây các bạn đọc là regularly nhá. Regularly tức là thường xuyên. Regularly các bạn đọc theo mình nè. Regularly, ok, có nghĩa rằng là thường xuyên. Có thể duy trì sức khỏe tốt. Tiếp theo là vì vậy, chỉ có từ therefore có nghĩa rằng là vì vậy. Nếu không có thể thao, tôi có thể cảm thấy kiệt sức sau hàng tiếng đồng hồ ngồi trước màn hình vi tính. Ok, từ exhausted này bằng cái từ nào mọi người có đoán được không? Exhausted này bằng cái từ gọi là tired, nhưng mà mình nghĩ là phải ghi rằng là very tired thì mới chuẩn. Very tired có nghĩa rằng là cực kỳ mệt. Exhausted có nghĩa là hết sức. Các bạn đọc không phải exhausted nhá, mà là exhausted. Các bạn hay thiếu từ s đằng sau này, các bạn chú ý này, từ này là exhausted. Exhausted, các bạn nhớ là đầu tiên là Z, thứ hai là S. Exhausted, ok. Các bạn đọc theo mình nào. Exhausted, ok. Có nghĩa rằng là kiệt sức, bằng với từ very tired. Từ tiếp theo cũng rất là hai câu cuối cùng, chúng ta sẽ chữa luôn. Đó là, do you think reading is important? Bạn có nghĩ rằng là đọc sách là quan trọng hay là không? Mình sẽ trả lời là, reading is of great importance to me, simply because reading broadens my knowledge and horizon by opening up a whole world to me. For instance, reading historic literature helped me to gain more understanding about the past. Ok, chúng ta chỉ có một lý do thôi. Đó là tại sao lại đọc sách là quan trọng. Bởi vì đọc sách này có thể mở rộng kiến thức và tầm nhìn. Cái từ horizon này sẽ là tầm nhìn nha. Horizon này có nghĩa là đường chân trời. Và nhưng ở đây chúng ta sẽ không dịch là đường chân trời mà sẽ dịch là tầm nhìn. Broaden có nghĩa rằng là mở rộng. Broad là rộng đúng không? Broaden là rộng thì thêm chữ đừng vào thôi. Broaden my knowledge and horizon, mở rộng kiến thức và tầm nhìn. Bằng việc gì? By opening up a whole world to me, bằng việc là mở ra cả một thế giới mới cho đối với tôi. Ok, đó là lý do đầu tiên. Thì chính mình nói một vì lý do và mình sẽ chứng minh. For instance, ví dụ rằng là đọc về lịch sử, về văn học lịch sử, reading historic, từ này là historic literature, các bạn không phải literature nhá, mà literature có nghĩa rằng là lịch sử, các bạn đọc là literature chứ không phải literature nhá, đọc theo mình nhá, literature, ok, có thể giúp tôi này có thêm hiểu biết về quá khứ,
gain more understanding about the past. Nếu các bạn không dùng từ gain more understanding about the past, các bạn có khả năng cao sẽ dùng từ là help me to understand more about the past, thì cái đấy nó không hay lắm. Các bạn hãy dùng từ là gain more understanding, nhận thêm được hiểu biết, tức là tích lũy thêm được hiểu biết về quá khứ, thì nó hay hơn cho cái so với cái việc là các bạn dùng từ understand bình thường. Ok, thế còn câu hỏi cuối cùng thì sao? Do you think, đây là câu hỏi cuối cùng rồi. Do you think museum is important? Mình sẽ trả lời như sau. Ok, museum play a crucial role in my life and our society simply because museum protect and propagate human treasures and values. Therefore, without museums, children would never know about previous generation. À, từ đọc mình sang một chút, đó là từ đây là previous nhá. Ok, bảo tàng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của tôi cũng như là trong xã hội này. Bởi vì, simply because, đơn giản là bởi vì bảo tàng giúp bảo vệ and propagate. Propagate này còn có nghĩa rằng là đầu tiên chúng ta không phải là protect mà là protect. Protect, ok, sorry mọi người. Đây là protect. Protect and propagate. Propagate có nghĩa là tuyên truyền. Tuyên truyền con nha. Như vậy thì có nghĩa rằng là bảo tàng bảo vệ và tuyên truyền những cái kho tàng của loài người. Có nghĩa rằng là kho tàng và giá trị của loài người. Bảo vệ và tuyên truyền kho tàng và giá trị của loài người. Các bạn nhớ cái từ này là propagate và từ này là protect nha. À, từ này hơi mới một chút. Từ này có nghĩa là gì mọi người nhỉ? Là bảo vệ và tuyên truyền. Vậy thì propagate có nghĩa là tuyên truyền. Therefore, nhấn mạnh lại, nếu mà không có bảo tàng, trẻ con sẽ không bao giờ biết về previous generation, về các thế hệ phía trước. Previous generation, trẻ em sẽ không bao giờ biết về các thế hệ phía trước. Vậy thì chúng ta có một lý do. À, đó là bảo tàng sẽ bảo vệ và tuyên truyền những cái kho báu của loài người, kho báu và giá trị của loài người. Và để nhấn mạnh cho cái lý do này, chúng ta sẽ giả sử mà không có bảo tàng thì sao? Giả sử mà không có bảo tàng thì trẻ em sẽ không bao giờ biết về những cái thế hệ phía trước. Và cái từ đây mình dùng từ good là để giả sử nếu không có bảo tàng thì chúng ta sẽ làm sao đó. Ok, vậy thì đó là tất cả bài học của ngày hôm nay. Mình hy vọng các bạn đã ghi lại và vở và luyện tập một thật là chăm chỉ nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào ngày hôm sau. Bye bye.